Ok các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu xa xa thấy tao nha. Là, Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn này, đây là con T40, là cái con này vừa thì có thể xạ lúa mà bón phân, phun thuốc trừ sâu luôn đúng không? Đấy. Thì ở đây con T40 nó khác với con T30 với con T20 ở chỗ là nó kết hợp được hai cái, là vừa phun thuốc và vừa xịt sâu. Đúng không? Đấy. Và cái không gian của nó, tức là gì, cái trọng lượng của cái con T40 này nè, quay rộng ra xíu. Đây, cái thùng này nó chứa nhiều hơn là cái con T20 và con T30 nha mọi người. Thì nó sẽ bay lên bầu trời cao hơn, lâu hơn một xíu. Đấy. Thì cái thùng này nè, bây giờ nó phát triển khác ở chỗ cái ở dưới này đúng không? Khi mà các bạn xịt thì các bạn thay cái thùng khác vô đúng không? Đấy, quay lên cái thùng mới thấy được. Đấy. Cái pin nó cũng to hơn đó nha mọi người. Cái con T20 với T30 thì cái pin nó nhỏ hơn cái con T40. Cái con này thường thường bay là bao nhiêu tiếng xong hết pin thôi. Mấy chục phút rồi. Mấy chục phút là hết pin nè. Cái này mình không biết cụ thể. Thì cái phần cánh nó cũng to hơn đó nè mọi người. Tao nói cái gì là mày lia vô cái đó phải không? Cái gì? Tao nói cái gì là mày quay vô cái đó thì người ta mới thấy được cái đó là cái gì. Đúng không? Bây giờ mình đang đợi sạc pin để chuẩn bị cho con máy nó cắt cánh lên bầu trời nha mọi người. Đây. Cái phần này là công tắc mở nè, mở pin đây nè. Đúng không? Ừ. Rồi. Ok mọi người, đợi chút xíu sẽ bay lên bầu trời nha. Hiểu không? Hiểu không? Thì ta ứng dụng thì mày muốn Ok, đây là cái cục sạc pin của hãng luôn nha mọi người. Đó. Nè thấy không, nhảy xuống rồi mới quay. Mày làm vlog không? Con gì này còn có vậy, còn có 5 triệu à? Con này giờ còn có 5 triệu à? Để mày. Hả? Nó mua nhiêu? Nó mua 12 triệu. Nó luôn còn rồi luôn. Bây giờ nó đang đi ra nhỏ vậy nè. Có mười mấy triệu, bây giờ cái con đại ba nó ra đúng không? Mua con đó đây anh bà. Anh ba. Ủa, cầm mấy con này đi chơi được nè. Cái lít nhiều, biết bao nhiêu người coi đó. Rồi tắt sao anh ba? Không rõ luôn. Cũng làm cái kênh là ok luôn. Đây là cái con T20 ngày trước mình có quay rồi, review rồi mọi người, trong clip nó đã có sẵn rồi nên mình không có review lại nữa. Con này mấy năm rồi thôi? Con này mấy năm rồi? 3 năm chưa? Hả? 2 năm rồi mọi người. Cái phần này là cái phần thuốc sâu xuống rồi mọi người. Đây. Đúng không? Đúng rồi. Test cái xịt vô cái này, cái dính vô đây luôn. Mỗi phần phân xuống đâu? Phân xuống có cái thùng gãy hết. Có cái phần thùng gãy phân đi nha mọi người. Ở trong nhà. Ở trong nhà. Kim loại. Ok, đây là cách tháo pin nè mọi người. Dùng cái tay nè, đè xuống nè, 2, 3. Nặng quá. Cầm ơi. Cầm máy qua. Đây các bạn. Đè đây xuống nè, dở lên. Dở lên mạnh lên. Đúng rồi. Dở mạnh vậy nó mới lên. Tại vì nó dùng lực hít đó mọi người. Nên bầu trời nó phải bám vô nên nó phải có cái độ ma sát. Rồi được rồi, hút này được, hở qua trong. Đây là bạn, cái cách gắn là lúc từ phía dưới này lên này không? Đúng ngay khớp nó rồi đè dưới đẩy lên. Rồi chưa? Chưa. Cái này phải ngay khớp các bạn, khớp thì pin nó mới vô được cái nguồn năng lượng. Đúng rồi.
ba rút kia. Trời ơi. Ok. Các bạn mở, các bạn đợi xíu thì nó sẽ lên nha, đừng có đụng tay vô mới giật ha. Đây là công tắc mở nè. Lúc mà nó lên xanh đó là nó đang sạc nha mọi người. Đây. Ok các bạn, xong cái phần sạc rồi, bây giờ tới cái phần bay lên bầu trời các bạn. Đây. Đứng xa ra nha mọi người. Đấy. Quá đẹp. Đây là chuốc của mình, là chủ của cái máy này. Đây, chạm phun chí lĩnh nha mọi người. Đây là cái con camera. Đã bật tính năng tránh chướng ngại vật theo lên. Ở trong cái màn hình này thì nó có cái camera để nó quay được cái không gian mọi người. Đấy. Con này là con T40 nha mọi người. Đây, em quay, bắt đầu quay. Trước khi quay thì cũng phải set up lại cái không gian ở đây, định vị lại nha mọi người. Để không thôi là không có bay được. Đây là chia từng mẫu, từng công quy hoạch. Máy bay sắp được cánh. Khởi động. Đi ra sao theo chân mình đi ra cánh đồng nha mọi người. Quá hay rồi. Đấy, nó đang bay ở trên. Chúng ta hãy cùng theo chân nó. Quá đã, ngoài này đẹp phải. Giờ này trên trời còn trăng nữa nè. Đấy, bây giờ bắt đầu đi ra ruộng nha mọi người, để biểu diễn cho mọi người xem. Quá đẹp. Rồi nó hạ cánh nè, hạ cánh nè. Wow, nó hạ cánh một cái bụi nè, kinh khủng không? Đấy. Trời. Nó mạnh y chang như trực thăng luôn trời. Mạnh y chang như trực thăng. Đấy, giờ sẽ bỏ nước cho mọi người xem. Vừa để xả cái bình luôn. Hút sạch luôn mọi người. Này. Hôm nay là không có sạch, hôm nay là chỉ bay quay cho mọi người coi thôi. Đây là xịt nước. Xịt thuốc. Thuốc. Đó, đi xa nha. Rồi, đứng rồi nha. Đây, mày cầm cái này mày quay một cái đi thôi. Rồi, đi. Cầm mày đi hỏi. Nó quay tập trung vô nè. Ok. Sao nóng vậy? Ừ. Ok, bây giờ chuẩn bị bay lên và điều khiển ra cái mẫu đất luôn nha mọi người. Đó, phía xa kia nè. Nó nói. Sạch mẫu nào chứ trời. Đó, chuẩn bị lên nữa rồi. Qua cái máy bay sắp tới ngày. Qua đây các bạn. Qua đây coi nó bay lên. Đấy.
Đây có cỏ nữa này thôi. Đâu? Đó đó đó. Nguyên miền cỏ trắng luôn đó thôi. Bây giờ chuẩn bị quay rồi. Tìa đó, thấy tìa đó mọi người, đây đây đây, tìa đẹp. Đặt chỗ nào? Có đang vô anh mượn. Chưa. Anh không thấy đâu. Quay vườn thoại mới thấy. Phải nha, phải nha. Xong rồi mọi người, ok, kết thúc cái video tại đây. Hãy coi nha. Take off.
không? Xuống góc này luôn phải không? Công sáng nữa, kiểu này kìa, kìa luôn, chi đói vậy. Cố lên. Đi đâu vậy? Quán gà hả? Thôi đây. Hả? Thôi đây.